Vào ngày 27 tháng 2, theo trang thông tin AP dẫn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc NIS, được truyền thông trong nước dẫn tin về việc bắt hàng sự tử năm quan chức an ninh cao cấp vì đưa các báo cáo sai lạc khiến lãnh đạo Kim Jong-un nổi giận. NIS loan báo thông tin này tại một báo cáo riêng cho các nhà lập pháp Nam Hàn trong việc Malaysia đang điều tra vụ sát hại người được xem là Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2. Trang IP dẫn lời nghị sĩ Lee Cheol-woo cho biết rằng 5 người bị xử tử là các quan chức thuộc Bộ An ninh Nhà nước Bắc Hàn. Hiện chưa rõ các giới chức này đưa ra những báo cáo sai lạc gì và NIS không tiết lộ họ đã thu thập thông tin trên từ đâu. Đầu tháng 2 này, theo tờ New York Times loan tin, chính phủ Nam Hàn cho biết ông Kim Won-hon bị cách chức Bộ trưởng An ninh Nhà nước Triều Tiên do các cuộc tham nhũng và lạm quyền. Bắc Hàn không tuyên bố công khai bất cứ điều gì về ông Kim Won-hon hoặc về những vụ sự tử tại Bộ An ninh Nhà nước Triều Tiên. Ông Lee cũng dẫn lời NIS nói rằng việc cách chức ông Kim won hong có liên quan đến những báo cáo sai lạc đó và làm cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un không hài lòng khi bị phát hiện. Kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2011, ông Kim Jong-un được cho là đã sử tử hoặc thanh trừng nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Bắc Hàn. Nguồn tin này cũng cho biết vào năm 2015, giới chức Nam Hàn cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hin Yong-choi đã bị xử tử bằng súng sau khi ngủ gục trong các sự kiện của quân đội và phê bình những mệnh lệnh của ông kim jong un